Xin chào các bạn, xin chào mấy bạn đến với kênh Trồng Hương của mình. Thì hôm nay mình bắt đầu mua vật tư gì để mình nới cái trại với mình làm thêm một cái chuồng trồng hương mới. Nên lần này mình sử dụng mình làm là chuồng trồng hương là mình làm bằng đá nhựa. Thì mình sử dụng loại nhựa nguyên sinh này. Mình làm bằng đá nhựa thì những cái kẽ ở trong này thì mình sẽ cắt bớt một nang để cho cái nang dài nó dễ gớt phân hơn. Nó còn xung quanh mà chỗ giáp mí các chuồng là mình sẽ để nguyên. Mình sẽ để nguyên là để hạn chế con chuồng nó bị lọt đuôi xuống. Nó vào phía trước thì mình chừa phía trước, ví dụ phía này phía trước thì mình chừa nguyên cái này phía trước mình không cắt. Để mình để cho con chuồng nó ăn. Nó xé cá rồi ăn. Thì chuyến này mình sẽ thực hiện là mình làm tiếp tục 12 ô chuồng. Mình 12 ô chuồng mình làm bằng tấm đá nhựa nguyên sinh. Thì mình vẫn làm kích thước là 50x80, không làm rộng hơn. Tại vì này mình chủ yếu là nuôi baby và chồn sinh sản thôi. Khi nào mà mình làm chuồng nuôi chồn phối thì mình sẽ làm to hơn. Dách thì mình tiếp tục làm bằng tấm alu. Thì tiếp tục sử dụng alu. Thì có những anh em đã sử dụng tấm simbo thì cũng tốt. Tấm simbo thì cũng ok. Tấm simbo thì rẻ hơn alu khoảng trên dưới 200 ngàn thôi. Còn alu thì này tới 330 một tấm. Loại alu tốt. Nhưng mà mình thích sử dụng alu á. Lý do là khi thi công không bụi. Tại vì nhà mình chặt, nếu mà sử dụng simbo cắt thì sẽ rất bụi. Thứ hai là alu nhẹ hơn simbo. Nó nhẹ hơn simbo thì khi mình đặt cái chuồng mình lên trên cái sàn của mình á, thì nó sẽ nhẹ hơn. Tại vì cái trại của mình là gần mé sông đó, thì mình ưu tiên vật liệu nhẹ, không làm vật liệu nặng. Cái thứ ba là tấm alu á, khi thi công á, nó có thể uốn bẻ cong để làm cái vách ở bên trong dễ hơn. Tại vì mình làm là mình làm mẫu chuồng đôi thì cái vách bên trong á, đôi khi á, để vào đôi khi phải bẻ cong chút xíu. Thì tấm simbo bẻ thì nó cứng không bẻ được, hoặc bẻ nó dễ bị nứt. Cho nên là mình sử dụng alu. Còn vật liệu simbo thì trước khi mình làm alu mình đã biết đến nó rồi. Nhưng mà mình thấy thứ nhất là nó nặng, thứ hai là nó bụi, thứ ba là nó không bẻ cong được, nó dễ bị bể. Và có một cái nữa là khi mà mình xịt nước á, thì tấm simbo nó sẽ lâu khô hơn tấm alu. Tấm alu là mình xịt là không thấm nước, còn simbo thì nó sẽ thấm, nhưng mà nó cũng khô mau, nhưng mà nó sẽ lâu hơn alu. Đó là những lý do là mình sử dụng tấm alu mà không sử dụng simbo. Còn nếu anh em rộng rãi, chuồng trại rộng rãi thì anh em làm bằng simbo cho nó rẻ. Đó là lời khuyên chân thành. Còn mình đây thì mình làm alu, nó tùy anh em thôi. Rồi còn tấm lót đáy này của mình là tấm nhựa, nó thì giá là 97.000 một tấm. 97.000 một tấm như vậy. Mình làm 12 ô chuồng thì mình mua 12 tấm. Bề ngang là 50, bề dài là 1 mét. Mình sẽ cắt bỏ 20 bề dài. Tại vì chuồng mình làm 80 thôi. Rồi mình tái sử dụng lại 20 bề dài đó, mình làm cái gác ngồi cho chuồng. Mình không bỏ gì hết. Mình lấy 80 làm chuồng, 20 làm gác ngồi. Không cần phải mua ống nhựa bình minh nữa. Thì chuyến này mình bỏ ống nhựa bình minh. Và cơi nới chạy thì mình sẽ lợp một tấm toan lấy sáng. Một tấm toan lấy sáng trong. Để cho mà chồn nó có nắng. Nó coi như là cái ngay lối đi là mình sẽ lợp tấm toan lấy nắng. Thì chuyến này mình cơi nới chạy mình thì mình lợp 3 tấm toan thôi. Một tấm lấy sáng, 2 tấm toan thiết. Để mình cơi nới cái chạy mình ra. Nó ngồi sắt. Sắt thì đây là gộp các sắt để mà để cơi cái chạy ra, và cái sắt mà để làm ở dưới mà để lót cái sàn đường đi, cho nên là có sắt bự. Còn mình sử dụng sắt để làm chuồng tròn á, là mình sử dụng sắt là 25 vuông và một cái viền là cây là 25-50 để mình lợp cái đáy. Tại vì cái đáy nó dày hơn, vật liệu nó khác, cho nên mình đổi lại cái khung đáy là 25-50 để mình làm đáy. Còn lại là mình sử dụng 25 vuông
Đấy, mình sử dụng 25 vuông để mình làm xung quanh, còn kẻ rãnh thì vẫn 1/4 vuông là để mình làm thi công, mình làm cái chuồng. Thì khi mà mình thi công xong cái chuồng, mình lợp xong cái đáy, mình lợp xong cái đáy thì mình sẽ quay cái video mà chi tiết làm dưới đáy cho anh em tham khảo, để những anh em nào có nhu cầu muốn làm chuồng đáy nhựa thì anh em có thể tham khảo, có thể làm. Thì đá inox và đá nhựa thì tính ra thì đá nhựa rẻ hơn đá inox, nhưng mà mình phải nâng vật liệu lên, sắt lên thì tính ra giá nó cũng ngang ngửa nhau. Nhưng mà ưu điểm của đá nhựa là nó không có ra các loại chất kỹ xét hay ra ten hay quá chất của các loại hợp kim. Đó. Thì và cái sàn nó cứng, con trộn đi im chân hơn. Đi im chân hơn. Còn cái đá inox thì đôi khi nó vẫn có ra những cái chất của inox, thì đó là không đáng kể. Và con trộn đi không im chân bằng. Đó, thì mỗi loại vật liệu có một ưu điểm thôi. Thì mình sẽ sử dụng song song hai loại, loại nào tốt thì mình xài. Đó, thì chỗ ông anh mình thì làm bằng đá nhựa rồi, mình đây thì làm đá inox, bây giờ mình tiếp tục làm đá nhựa. Đó, thì nhân dịp này mình làm, tranh thủ mình làm trước khi Tết. Đó. Trước khi ăn Tết thì nới được cái chạy với làm thêm 12 ô chuồng nữa, để năm sau mình tiếp tục tăng đàn thêm. Đó. Mục tiêu của mình là khoảng 50 con chuồng nái, chuồng cái đẻ. Đó, thì mình sẽ tiếp tục tăng đàn. Đó. Còn đây là tấm lót sàn của mình, đây là tấm lót sàn của mình thì vẫn sử dụng là tấm xi măng. Tấm lót sàn của mình thì vẫn sử dụng là tấm xi măng, dày là một phần, dày là 1,4 cm, là 14 mm, là đây là tấm lót sàn. Thì mình sẽ tiến hành lót sàn cái lối đi này. Đây, lối đi này thì mình sẽ gác thêm những cây sắt hợp 3x6, gác ngang, rồi mình sẽ lót tấm lót sàn lên để đi cho nó im chân hơn và nó không bị thủng. Thì mình sẽ làm cái lối đi này đó, rồi khi mà mình làm xong cái chuồng thì mình sẽ đặt cái chuồng lên trên cái ô này đó. Tiếp tục phía sau mình đã full rồi thì mình tiếp tục đặt cái chuồng lên ô này, đặt cái chuồng lên ô này để mình tiếp tục mình tăng đàn. Đó, rồi lối đi này mình sẽ làm trước. Đó. Giờ mình sẽ nới rộng thêm 3 tấm ton từ cái mí ton này tới cái cây cột bên đây. Đó, thì ngay đây, ngay lối đi nè, ngay lối đi thì mình sẽ lợp một tấm ton trong lấy nắng lấy sáng, rồi tiếp tục hai tấm bên kia thì mình sẽ lợp là ton hai tấm bên kia thì mình sẽ tiếp tục là mình lợp là ton thiết. Rồi nếu mà sau mình nâng chuồng trại lên tiếp thì mình sẽ tiếp tục một tấm ton trong lấy sáng và hai tấm ton thiết để mình tăng cường tối đa nắng cho chuồng. Mình là nuôi chuồng thuần về thiên nhiên, phải có nắng, có gió, có mưa, có nước. Thì mình xin chia sẻ với anh em là anh em hãy chờ đợi mình hoàn thiện xong cái chuồng chồn hương đá nhựa, giới thiệu cho anh em, cho anh em tham khảo, để anh em có nhu cầu muốn làm á thì anh em cũng có cái hướng và để anh em nghiên cứu tìm tòi để làm. Tại vì làm theo cái kiểu đá nhựa này thì hầu như là chưa có anh em nào chia sẻ mình làm, và nếu như mà những anh em đã sử dụng rồi á thì cũng không có chia sẻ lên YouTube, nhiều khi anh em không biết cách thực hiện như sao và cách thực hiện đá nhựa ra sao, và khi mà làm xài nó ok không. Thì mình sẽ tiến hành làm, chia sẻ cách làm cho anh em, để từ đó anh em có thể mà suy nghĩ mình có phù hợp để làm không. Và khi mà mình thực nghiệm mình nuôi một thời gian, mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái ưu điểm và cái khuyết điểm của cái đá nhựa cho anh em tham khảo, là mình thích hợp với cái loại vật liệu nào, loại vật liệu nào để mà làm chồng hương, và cái chi phí của khi mà mình làm hoàn chỉnh cái chuồng tròn là bao nhiêu đó. Để cho anh em có thể tính toán được mà mình có thể đầu tư vào con giống và chuồng trại bao nhiêu để mình dự trù cái nền kinh tế của mình,
để mình đầu tư cái mô hình nuôi chồn này. Rồi video cũng dài rồi, hẹn anh em vào một video sau, khi mà mình làm xong đáy chuồng thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em.